Hi, xin chào cô chú anh chị, các bạn đã quay trở lại với Máy Lang Thang Sài Gòn. Lại là mình đây. Thì cả tuần đây thì mình bị bệnh các bạn, mình bị viêm họng nên mình không có quay video clip đâu hết. Thì hôm nay sức khỏe nó đỡ hơn rồi thì mình xin quay một video clip chia sẻ cái kinh nghiệm chạy ráp đến cô chú anh chị các bạn ha. Chủ đề của video ngày hôm nay là mình sẽ chia sẻ đến các bạn là những cái lỗi mà anh em hay gặp phải, những cái lỗi bị khóa áp mà anh em hay gặp phải ha. Đặc biệt là những anh em mà mới chạy app mới đăng ký thì nên theo dõi hết video này để mình biết được mà mình tránh nha các bạn. Tại vì mình đã đăng ký app rồi, trong lúc mình vận hành tự nhiên mình bị khóa app vài ngày, hoặc là có thể cái lỗi đó các bạn nghĩ là nó nhẹ nhưng mà có thể khóa vĩnh viễn luôn, thì sẽ mất công và mất cái chén cơm của mình ha các bạn. Thì khóa app thì ngày trước giờ thì nó vẫn khóa app, con ráp cũng khóa app rất là nhiều. Hôm nay chia sẻ thì hữu duyên thì anh em nào xem được video này thì sẽ phòng tránh để cho áp mình nó tốt hơn ha. Đừng bị khóa áp. Khóa áp thì tất nhiên là mình sẽ giống như là mình bị một sẹo rồi các bạn, mình có một cái án tích xong trên cái ráp rồi. Để không làm mất thời gian các bạn nữa thì mình sẽ vô chủ đề chính video liền ha. Do là nhiều quá mình phải ghi lên cái điện thoại của mình. Thì cái lỗi đầu tiên mà ráp khóa áp rất là nhiều luôn mà anh em vẫn còn mắc phải nhiều, đó chính là phiếu gửi điện tử các bạn. Những anh em nào có chạy giao hàng thì bắt buộc là phải làm phiếu gửi điện tử. Các anh em không biết làm phiếu gửi điện tử thì anh em lên Google gõ là phiếu gửi điện tử ráp là nó sẽ ra cái trang phiếu gửi điện tử cho mình làm luôn. Cái hai nữa, anh em có thể lên YouTube search cách làm phiếu gửi điện tử là rất là nhiều người chỉ rồi, mình không có nói lại ha để mất thời gian các bạn. Đó chính là phiếu gửi điện tử. Phiếu gửi điện tử các bạn phải làm ngay trong cái đơn hàng các bạn đang giao, có nghĩa là khi các bạn đi tới người gửi hàng thì các bạn phải lập phiếu gồm có hai chữ ký, là chữ ký của các bạn tài xế và chữ ký của người gửi. Khi đến chỗ người nhận hàng là phải có một chữ ký nữa, đó là của người nhận, rồi nộp phiếu là đủ ha. Phiếu gửi điện tử bắt buộc phải có 3 chữ ký và làm ngay trong lúc bạn có đơn hàng và hoàn thành đơn hàng ha, không có gom lại. Mình không biết ai chỉ, mà trong nhóm mình có nhiều anh em sao lập phiếu gửi điện tử rồi xong cái để cả ngày chạy vậy đó, cái lập mười mấy hai chục phiếu cái để chiều tối về nộp. Mình không biết ai chỉ như vậy là hơi bị sai nha các bạn. Khóa áp nha các bạn, ráp khóa áp nha. Tại vì các bạn làm vậy thì chẳng khác nào các bạn nói là à cái này tự tôi ký, tự tôi làm chứ khách không có ký, không có làm. Tại vì các bạn nộp một lúc mười mấy phiếu, hai ba chục phiếu trong một cái khoảng thời gian nhất định, hệ thống nó quét là nó ra hết các bạn. Nên là sau mỗi đơn hàng thì mình đều làm phiếu gửi điện tử hết ha. Lâu lâu sai sót một vài đơn thì không sao, lâu lâu quên làm một vài đơn thì không sao, app sẽ du di cho các bạn. Còn cái số lượng đơn các bạn không làm nó quá nhiều thì chắc chắn là sẽ khóa app ha. Lần đầu tiên khóa app phiếu gửi điện tử là 3 ngày, lần thứ hai 7 ngày, lần thứ ba là 14 ngày, và lần thứ tư là vĩnh viễn nha các bạn. Vĩnh viễn có nghĩa là app của các bạn sẽ bị khóa luôn, không được chạy ráp nữa. Cái phiếu gửi điện tử là nó quan trọng nha các bạn, mình nhấn mạnh ha. Các bạn mới chạy, mình đã đưa mình gặp nhiều bạn mới chạy nói không làm phiếu gửi điện tử không sao không sao. Các bạn thấy đi, nó không khóa liền các bạn đâu, nó sẽ gom lại một tuần, một tháng hoặc 3 tháng nó quét lần là nó khóa bạn luôn ha. Tiếp theo lỗi tiếp theo là cái lỗi mà ký quỹ giao hàng các bạn. Những anh em app mới mà chạy thì ráp sẽ cho anh em là 8 tuần để ký quỹ ha. Combo 1, combo 2, combo 1, combo 3 và combo 4 nha các bạn. Thì ký quỹ giao hàng là 1 triệu trong vòng 8 tuần đầu tiên mà app, mỗi lần ký bao nhiêu cũng được. Còn nếu mà các bạn không ký trong 8 tuần đủ 1 triệu á thì các bạn sẽ bị khóa app. Đến khi nào các bạn ký đủ 1 triệu thì ráp mới mở app cho các bạn chạy tiếp. Lỗi thứ ba là cái lỗi trễ hạn lý lịch tư pháp nha các bạn. Thì trễ hạn lý lịch tư pháp là các bạn đăng ký ráp và làm lý lịch tư pháp trong cùng một ngày luôn, thì các bạn sẽ có một cái giấy hạn lý lịch tư pháp để đăng ký ráp. Ráp sẽ cho phép các bạn dùng giấy hạn đó để đăng ký ráp trong vòng chạy trong vòng 1 tháng là 30 ngày á. Sau 30 ngày các bạn phải bổ sung bản chính lý lịch tư pháp trên cái app Ráp Driver thì các bạn mới được tiếp tục chạy ha. Sau 30 ngày các bạn chưa bổ sung được cái bản lý lịch tư pháp gốc thì ráp sẽ khóa app. Đến khi nào các bạn có lý lịch tư pháp gốc bổ sung thì ráp sẽ mở app lại cho bạn chạy bình thường. Và lưu ý là trên lý lịch tư pháp các bạn phải là không có án tích ha, không có tiền án tiền sự ha. Còn nếu mà có tiền án tiền sự thì các bạn chỉ chạy được 30 ngày thôi là ráp sẽ khóa app vĩnh viễn các bạn luôn.
Tiếp theo là mình nói là cái lỗi đồng phục các bạn. Lỗi đồng phục thì Ráp cũng khóa nhiều lắm. Đồng phục là gồm cái gì? Thứ nhất, nón Ráp này, nón bảo hiểm của Ráp cho tài xế và cho khách là gồm có hai nón bảo hiểm. Anh em nào chạy food thì chỉ một là đủ rồi. Chạy giao hàng cũng chỉ một thôi. Thứ hai là áo Ráp là phải mặc ha. Thứ ba là túi food. Anh em có chạy food thì phải có túi food. Một cái nữa là mang giày hay gì đó, nhưng mà cái đó mình nghĩ không quan trọng, anh em mang dép bình thường ha. Mình chưa thấy ai bị khóa gì mang dép hết mà. Rồi cố gắng mặc đồng phục. À thêm một cái về cái đồng phục đó nè. Đồng phục là các bạn mặc cái đồng phục mà nó cũ quá, nó bị rách, khách hàng không phản ánh thì thôi ha. Nếu mà khách hàng phản ánh là các bạn vẫn bị khóa áp nha các bạn. Nên lâu lâu khoảng 6 tháng mình đi mua áo mới đi, có 150 một cái à. Mà các bạn mặc áo mới sạch sẽ thơm tho thì khách hàng cũng thích nữa, cũng sẽ bo, sẽ tiếp cho các bạn nhiều. Mà áo cũ nó vừa dơ mà vừa dễ bị khóa áp ha. Tiếp theo là cái lỗi mà hiện bây giờ là cũng bị khóa áp rất là nhiều. Đa phần là anh em chạy food ha, đó là thái độ với nhà hàng và khách hàng. Do là Ráp đưa ra cái chương trình thưởng mới nè, bắt buộc tài xế phải chạy 35 đơn trong giờ vàng thì mới được thưởng mốc 2 ha các bạn. Nên là anh em chạy food đó, chạy food giờ vàng thì rất là áp lực về thời gian. Anh em chạy phải chạy nhanh khách, và muốn khách phải lấy đồ ăn nhanh, muốn nhà hàng cũng phải làm đồ ăn nhanh. Nên là nhiều khi gặp những cái quán mà họ làm lâu quá thì anh em đâm ra bực tức, mất thưởng. Rồi lại thái độ với nhà hàng thì nhà hàng hoặc là khách hàng sẽ báo cáo lên Ráp, và Ráp sẽ xem xét lại vấn đề và sẽ khóa áp mình cái lỗi là thái độ với khách hàng các bạn. Thì cái lỗi đó thì khóa lần đầu tiên cũng là 3 ngày, tiếp theo là sẽ tăng cái mức phạt lên các bạn. Anh em mình thôi thì chạy được nhiêu chạy các bạn. Đôi khi thì có một ngày nào đó không lấy được thưởng thì thôi. Lỗi tiếp theo mình muốn nói ở đây là anh em mà chạy có dịch vụ Ráp Bay các bạn, thì đa phần là ai cũng sẽ bị hết ha. Đó chính là mình bấm đón khách xong rồi cái mình bấm trả khách luôn ngay chỗ điểm đón khách đó các bạn. Lỗi này thì sẽ bị khóa 120 phút nha. Nhưng mà nếu mà các bạn liên lạc với tổng đại liền luôn, mình báo cái tình trạng cuốn xe vậy mình thao tác nhầm á, thì tổng đài sẽ mở app lại cho bạn luôn. Còn nếu các bạn không báo là sẽ bị khóa 120 phút nha các bạn. Một cái lỗi tiếp theo mà các bạn hay mắc nữa là các bạn tự bút cút ảo để các bạn lấy thưởng ha. Giống như các bạn bút Ráp Now hay là bút Phút hay là bút giao hàng để các bạn đủ ngọc hoặc là đủ số chuyến xe để lấy thưởng á, thì cái lỗi này cũng là một cái lỗi nặng ha. Ráp sẽ quét và khóa áp các bạn trong vòng 7 ngày cho lần vi phạm đầu tiên ha. Những lần tiếp theo thì sẽ tăng mức độ lên nha các bạn. Cái lỗi này nó hơi vô duyên ha, đó chính là bỏ khách giữa đường ha các bạn. Thì trong chuyến xe nhiều khi Ráp Bay á, nhiều khi mình với khách hàng xảy ra mâu thuẫn á, thì mình không chở khách nữa thì mình bỏ khách giữa đường. Thì để mà mình không có bị tổng đài Ráp đánh cái lỗi này á, thì các bạn sau khi bỏ khách thì các bạn phải liên lạc liền với Ráp nha các bạn, để các bạn nêu cái tình trạng cút xe lúc đó như thế nào, và các bạn giải thích vì sao các bạn phải bỏ khách như vậy, thì các bạn sẽ không bị khóa áp ha. Các bạn mà để khách hàng mà nêu vấn đề trước thì các bạn sẽ bị khóa áp ha. Và các bạn im lặng là các bạn coi như là các bạn mình im lặng là mình sai á, mình không được im lặng. Tất cả các cái chuyến xe mà phát sinh lỗi từ yếu tố khách quan á, yếu tố khách hàng, nhà hàng, thì mình phải là người chủ động báo cáo đến Ráp ha, để được Ráp ghi nhận các bạn. Đừng để khách hàng báo cáo và mình im lặng thì tất nhiên lỗi là sẽ thuộc về tài xế. Lỗi tiếp theo là cái lỗi này là anh em chạy cũng hay, mới chạy hay gặp phải nè. Đó chính là nhờ khách hủy chuyến các bạn để đi chuyến ngoài ha. Hủy cuốc cá mập thường là mấy cuốc đi tỉnh, mấy cuốc tiền nhiều, thì anh em hay nhờ khách hủy chuyến để đi ngoài ha. Theo mình thì quan điểm cá nhân thôi, mình này mình không nói ai đúng ai sai các bạn. Mình thì quan điểm cá nhân thì anh em, một là đi thì để áp đi, hai là không đi thì hủy để cho người khác đi ha. Thì đừng làm vậy thì mất công mình bị khóa áp oan các bạn. Các bạn đi thì nếu mà các bạn tắt hết định vị, tắt hết điện thoại luôn các bạn đi, thì Ráp sẽ không có bằng chứng để khóa áp các bạn.
Tuy nhiên rất biết các bạn biết dựa vào cái định vị của các bạn khi các bạn mở app lên lại nè, rồi nói chung nó nhiều yếu tố đó, nó sẽ truy ra được, nên các bạn đừng có đi ha. Nếu mà các bạn đi các bạn hên, các bạn không bị khóa app thì app bạn cũng dở cũng yếu ha, cũng bị giam đơn này kia các bạn. Bữa nay ho quá nên nói nhiều khi nó không có được rõ ràng, các bạn xem thông cảm cho mình ha. Có đoạn nào mà mình nói không rõ thì mình sẽ nói lại nha các bạn. Trong một tuần mà các bạn chạy, các bạn hủy cuốc nhiều quá cũng bị khóa app các bạn. Tỷ lệ hủy một tuần mà trên 25% á cũng bị khóa vĩnh viễn luôn nha các bạn. Lưu ý ha. Mình cố gắng chạy nha các bạn. Đâu ai mà hủy nhiều như vậy. Hủy nhiều vậy là sẽ giống như là sẽ có một cái yếu tố nào đó tác động đến các bạn thì mới hủy nhiều như vậy, thì cái lỗi này là khóa app vĩnh viễn luôn nha các bạn. Lưu ý ha. Ngày trước á, cái việc hủy cuốc này á, thì bên Grabfood nó còn có một cái là hủy với lý do không đúng với các bạn, hủy cái lý do mà khách hàng không có nhu cầu đặt đơn á, để các bạn không bị tỷ lệ á, thì cũng bị khóa app luôn. Nhưng mà hôm nay thì Grab nó bỏ cái lý do đó các bạn. Và vậy tài xế không được hủy đơn của khách ha, hủy đơn Grabfood của khách. À, cái lỗi này cũng nặng nè các bạn, đó là lỗi chạy quá tốc độ hoặc là chạy sai luật giao thông ha. Thì lỗi chạy quá tốc độ thì cũng sẽ bị khóa app các bạn. Grab sẽ gửi cảnh báo đến các bạn, sau đó là sẽ khóa app 7 ngày ha. Mỗi tuyến đường sẽ có một cái giới hạn tốc độ riêng. Các bạn trong lúc các bạn có cuốc xe, các bạn cố gắng đi đúng tốc độ trên cái tuyến đường đó. Nếu mà chạy quá tốc độ nhiều lần thì Grab sẽ khóa app ha. 7 ngày nha các bạn cho lần khóa app đầu tiên. Mình xin nhắc lại là chạy quá tốc độ nhiều lần ha, lâu lâu chạy quá tốc độ một lần hai lần không sao, nhưng mà nhiều lần liên tục thì sẽ bị khóa app. À, cái này là một lỗi mà sẽ khóa app vĩnh viễn luôn các bạn, mà mình thấy là đa phần anh em cũng bị mắc phải nè, đó chính là đi sai biển số xe các bạn. Có nghĩa là cái biển số xe các bạn đăng ký Grab nhiều khi hôm nay bị hư hay gì đó, các bạn lấy cái xe khác bạn chạy vô tình xui sao bị Grab, người của Grab phát hiện hoặc là bị khách báo cáo là các bạn cũng sẽ bị khóa app vĩnh viễn luôn nha. Lỗi này là một cái lỗi nặng và sẽ bị khóa app vĩnh viễn ngay từ cái lần vi phạm đầu tiên. Thêm một lỗi nữa là các bạn liên lạc với khách hàng sau cuốc xe các bạn, vì một cái mục đích gì đó thì các bạn liên lạc với khách hàng sau cuốc xe thì cũng bị khóa app nha. Trừ trường hợp là các bạn liên hệ với khách để trả lại đồ khách để quên trên xe, hoặc là các bạn giao bổ sung thêm món ăn mà các bạn đã giao thiếu cho khách thì được ha. Còn lại những cái lý do khác gạ gẫm cưa cẩm như khách là không được nha các bạn. Khóa app nha các bạn, nhớ nha. Tiếp theo là một cái lỗi mà cũng bị khóa app nữa, đó chính là trong quá trình mà giao hàng á, làm hư làm hỏng hàng của khách, làm mất hàng của khách, giao thiếu món ăn nhiều lần hay gì đó thì khách sẽ báo cáo lên tổng đài và sẽ tổng hợp lại để báo về cho bạn và sẽ khóa app các bạn ha. Cái lỗi này thì khóa app vĩnh viễn nè, lỗi quấy rối tình dục khách đó các bạn. Lỗi này thì nặng, vô tình hay cố tình gì cũng không được hết các bạn, tại vì lâu lâu Grab sẽ có một cái bài kiểm tra để bắt mình học. Tài xế, tất cả tài xế Grab học luôn á, chính là cái gì cái học để các bạn biết được những cái gì là quấy rối tình dục khách á, thì các bạn tránh mắc phải, thì mắc phải là sẽ bị khóa app vĩnh viễn nha các bạn. Tất nhiên nếu mà tài xế mình bị khách quấy rối thì ngược lại mình báo cáo với Grab thì Grab cũng sẽ khóa app của khách luôn các bạn. Nó sẽ có sự công bằng ở đây ha. Chạy sai dịch vụ cũng bị khóa app nha các bạn. Ví dụ như khách đặt giao khách đặt Grab bay nhưng tới nơi khách lại đưa cái cục hàng để các bạn đi giao. Và các bạn đi giao thì các bạn sẽ bị, nếu mà bị phát hiện ra sẽ bị khóa app ha. Thì sẽ có cách để phát hiện ra hết các bạn, giống như là trước đó có vài tài xế họ nhận cái đơn đó rồi nhưng mà họ hủy, họ báo lên tổng đài Grab là khách đặt sai dịch vụ, nhưng người thứ nhất hủy, người thứ hai hủy, người thứ ba tới bạn, vô tình bạn lại chạy cuốc xe đó thì Grab sẽ xem xét lại cái app của các bạn ha. Nên là khi mà khách đặt sai dịch vụ thì không chạy hết các bạn.
Một cái nữa, là khóa áp cũng hơi bị nặng các bạn, đó chính là nhiều khi anh em mình ế, cái anh em mình bức xúc ha. Bức xúc thì làm gì? Nhắn tin với tổng đài hay gọi điện tổng đài rồi chửi mắng ráp, có những cái lời lẽ không có đúng ha, không có tốt ha, không hay ha. Thì lỗi này là lỗi xúc phạm nhân viên ráp thì cũng sẽ bị khóa áp nha các bạn. Rồi à, một cái lỗi nữa mà nhiều anh em, khi mà anh em có công việc khác rồi, anh em không chạy ráp nữa thì anh em không có mở app lên trong vòng cái thời gian quá lâu ha, sau 60 ngày không có hoàn thành, không có phát sinh một cuốc xe nào hết, thì để lâu ngày thì app anh em cũng sẽ bị khóa ha. Thì anh em có công việc khác rồi không chạy ráp nữa thì lâu lâu 2-3 tuần gì đó mở lên chạy một vài cuốc chiêu chiêu ha, để mình giữ app, còn không thì ấy, không ấy thì mình đi thanh lý cái hợp đồng với ráp luôn nha anh em. À, một lỗi cũng khá nặng nữa các bạn, đó chính là chia sẻ thông tin của khách hàng lên mạng xã hội ha. Lỗi này cũng sẽ là bị khóa app vĩnh viễn nha, lưu ý nha anh em. Nhiều khi mình gặp mấy khách mình không, khách mình không hài lòng với họ thì mình lại chia sẻ số điện thoại của họ lên mạng rồi nói nội dung này kia, quấy rối này kia, thì khi mà khách vô tình khách biết được, khách báo với tổng đài ráp thì ráp sẽ khóa vĩnh viễn các bạn luôn ha. Nên thôi thì một ngày mình gặp biết bao nhiêu người các bạn, 5-70 người, 30-40 người khách mà thôi, coi như là mình xui đi, lâu lâu mình gặp một người khách không vừa ý thì mình xui, mình bỏ qua đi, coi như ngày đó mình xui đi thì mà cho qua đi, chứ đừng có ghim gút lại làm gì ha các bạn. Công việc của mình thì mình phải giữ ha, chén cơm mình ráng giữ ha. À, các bạn giao những cái danh mục hàng cấm cũng không được các bạn, giống như những cái động vật sống là ráp không cho giao nha. Còn các bạn giao những cái động vật mà trong sách đỏ, những loại thú quý hiếm rồi này kia, hoặc là hàng cấm mắt cái gì hàng trắng rồi này kia đó, may thúy rồi này kia đó, là cũng sẽ bị khóa áp nha các bạn. Anh em giao hàng thì chú ý kiểm tra hàng trước khi giao nha, đừng có khách đưa gì cũng giao, là nhiều khi dễ bị vừa bị khóa áp mà vừa bị lên phường nữa các bạn. À, anh em chạy ráp bay á, nhiều khi có nhiều anh em lạm dụng cái tính năng là hành khách không đến đó các bạn, để lấy 3.000 tiền bồi hoàn của ráp á. Khi mà anh em chờ đến cái điểm đón khách và chờ 5 phút, anh em bấm cái lý do hủy chuyến là hành khách không đến để ráp bồi hoàn cho anh em 3.000. Thì nếu đúng thì không sao, còn nếu mà cố tình lạm dụng cái lý do đó, nó sai sự thật thì chắc chắn là sẽ bị khóa áp nha các bạn. 3.000 nó đâu có đáng gì đâu, mình chạy cuốc xe là nó gấp mấy lần cái 3.000 đó ha. Nên anh em cố gắng đừng có mắc phải lỗi đó nha. Rồi, để coi mình còn cái lỗi nào mình chưa có ấy không. À, có một cái lỗi mà mình không biết ráp có khóa áp hay không thì mình xin đặt câu hỏi lại cho các bạn ha. Đó chính là đá cuốc nha các bạn. Anh em chạy đá cuốc trong ráp phút nha các bạn, không biết ráp có khóa áp hay không, mà có khóa ai chưa thì anh em nào biết thì chia sẻ cho mình biết với ha. Tại vì mình thấy bây giờ đi ra đường chạy phút ai cũng đá cuốc hết các bạn. Có người vô cái video của mình bình luận là ở cái Sài Gòn này thì ai cũng đá cuốc hết. Đá cuốc là sao các bạn? Anh em chạy ráp phút á, giờ vàng thì anh em muốn là chạy cuốc ngắn, bỏ cuốc xa để nhanh lấy thưởng, nhanh lấy móc 35 đơn, móc 2. Thì để bỏ cuốc xa, nếu mà bỏ theo cách thủ công bình thường á, anh em để trôi hoặc hủy á, thì là anh em sẽ mất cái tỷ lệ, mất cái tỷ lệ trên app. Nếu mà bị tỷ lệ nhiều thì anh em sẽ bị mất cái thưởng luôn, mất thưởng tuần, mất thưởng ngày luôn. Nên anh em sẽ không làm cái đó, mà anh em dùng cái thủ thuật là đá cuốc. Đá cuốc thì anh em sẽ tắt cái nút tự động nhận đơn ở trên app, và khi có đơn hàng ráp phút, ráp mát nổ về cái app của anh em á, anh em sẽ coi số tiền cái đơn hàng, cái số tiền đơn hàng càng nhiều, nghĩa là đi càng xa, thì anh em sẽ không chạy đơn đó bằng cách là đá cuốc. Mình cũng nghe nhiều anh em chia sẻ thôi, chứ mình chưa có thực hiện cái này các bạn. Đây là mình chia sẻ thông tin cho bạn thôi, chỉ 70% thôi, chứ mình chưa kiểm chứng ha. Lúc mà
ráp phát các bạn một đơn GrabFood đi, mà các bạn để cái chế độ nhận đơn bằng tay á, chế độ thủ công á, thì trên đơn hàng sẽ thể hiện rất là rõ chi tiết của đơn hàng. Thứ nhất là thu nhập ròng của các bạn nhận được là bao nhiêu, số ngọc 20 ngọc hay 22 ngọc, khoảng cách các bạn tới nhà hàng là bao xa, và cái tên nhà hàng là tên gì. Tên nhà hàng quan trọng các bạn, nhiều khi các bạn thấy nhà hàng làm lâu và cái đơn đi xa thì các bạn không thích, các bạn không muốn chạy đơn đó, và các bạn cũng không muốn bị mất tỷ lệ hủy của đơn đó luôn, thì các bạn dùng đá cuốc ha, là các bạn sẽ dùng cái số điện thoại khác ha, dùng một cái sim điện thoại khác, và các bạn gọi liền vô cái điện thoại mà đang có app GrabDriver này, gọi liền vô luôn. Gọi liền vô thì khi mà nhận cuộc gọi thì cái điện thoại trên app Grab này nó sẽ bị mất cái 4G các bạn, mất cái tín hiệu 4G, mất tín hiệu 4G thì cái cú xe nó mất luôn, và mất luôn, và các bạn cũng không bị tỷ lệ luôn. Đó là đá cuốc ha. Mình chưa có làm các bạn, mình biết nhưng mình chưa làm ha. Anh em nào biết thì chắc là chia sẻ cho mình thêm. Thì mình cũng không biết là cái việc đá cuốc GrabFood như vậy thì nó có bị ảnh hưởng đến việc khóa app của mình hay không, thì mình cũng chưa biết luôn các bạn. Mình chưa biết thông tin, nhiều anh em mình nghe nhiều anh em nói là không sao hết, đá cuốc bình thường, người ta đá mấy năm nay người ta vẫn đá cuốc bình thường, đâu ai bị khóa app đâu. Thì đó là cái đó mình không chắc chắn nên mình không nói ha, không chia sẻ. Mình chia sẻ mà nhưng mình chỉ mình không đi sâu vào nó. Đó, anh em nào biết thì để lại phần bình luận ở bên dưới video cho mình tham khảo thêm ha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video hết đến hết video. Mình là Mai Lan Hang Sài Gòn. Nếu cô chú anh chị các bạn có yêu thích Mai Lan Hang Sài Gòn thì để lại cho mình một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh, ủng hộ cho mình có cơ hội được phát triển hơn nữa, và share cái video clip này rộng rãi, đặc biệt là cho những anh em tài xế mới, để anh em tài xế chưa biết được những cái lỗi bị khóa app thì có thể tránh ha các bạn. Nhiều khi anh em không biết á, anh em mắc phải lỗi này thì bị khóa app nó oan lắm. Và thêm một điều nữa là nếu mà có thêm một cái lỗi nào mà mình kể sót trong video này thì nhờ các bạn bình luận thêm ở trên phần bình luận của video ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo trên kênh Mây Lang Thang Sài Gòn.